Ngày mai là ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày lễ lớn của dân tộc. Ở nhiều nơi đã ngập tràn sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc, đường phố cũng được trang hoàng rực rỡ hơn. Với đồng bào Mông, trong một năm có hai ngày lễ quan trọng là ngày Tết cổ truyền và Tết độc lập mùng 2 tháng 9. Và như thường lệ, từ ngày hôm nay, bà con người Mông từ nhiều nơi đều đổ về thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tạo nên không khí nhộn nhịp, náo nhiệt tại cao nguyên này. Bên sườn núi lưng đèo, người Mèo ca hát. Mặc dù lúc này là chưa nghe thấy tiếng hát nào của người dân tộc Mông, tuy nhiên là có thể thấy là tiếng hát đấy được cất lên từ niềm vui cũng như là sự háo hức của những người con trai, con gái Mông ở khắp các con đường của thị trấn Mộc Châu. Những người con gái Mông thì diện những bộ trang phục truyền thống và có thể chuẩn bị từ một năm trước. Còn những người con trai Mông thì sẵn sàng để thổi kèn trong buổi tối nay để chào mừng ngày lễ độc lập, ngày lễ mùng 2 tháng 9. Cả gia đình ông Vì A Hao có 7 người, thì cả 3 thế hệ này đều từ tỉnh Điện Biên lặn lội xuống Mộc Châu, Sơn La vui Tết độc lập. Đồ đạc mang theo chẳng có nhiều, chỉ một ít lương thực, nước uống. Rất vui và rất đông. Bởi lần này tôi đi lần đầu tiên ở cái Tết này, cho nên là thấy là khác hẳn với cái nơi khác, rất là đông vui. Mà ở tổ chùa chúng tôi thì chưa có cái hội vui như thế này đâu. Quần áo là những thứ mà phụ nữ Mông phải chuẩn bị cầu kỳ nhất. Cái quần áo này thì mất công nhiều lắm, may phải may từ lúc Tết đến giờ thì mới được một bộ. Ngày hôm nay mới mặc đầu tiên. Cùng với sắc cờ đỏ thắm, màu sắc rực rỡ của áo váy đồng bào Mông tạo nên một bức tranh rực rỡ. Và ngay từ sáng sớm, người Mông ở nhiều nơi như Điện Biên, Hòa Bình, Thanh Hóa, không phân biệt già trẻ, gái trai, đều đến thị trấn Mộc Châu, Sơn La. Nhiều trò chơi dân gian như thi giã bánh dày, thi nấu cơm, tung còn diễn ra tại trung tâm thị trấn. Tại đây còn có các gian hàng trưng bày sản phẩm, ẩm thực, công cụ lao động sản xuất của người Mông. Đặc biệt, người dân còn được chiêm ngưỡng lễ hội đường phố với hình ảnh trai Mông thổi kèn, phụ nữ Mông ngồi trên ngựa. Ngoài những cái hoạt động như mọi năm, thì năm nay thì chúng tôi có tổ chức thêm các hoạt động, thí dụ như là lễ hội đường phố. Lễ hội đường phố thì được diễn ra vào ngày mùng 1 tháng 9, và gồm có các dân tộc như là dân tộc Thái, lễ hội của dân tộc Mường, dân tộc Giao, dân tộc Mông. Đấy là những cái nét văn hóa đặc sắc mà chúng tôi chọn để đại diện cho các dân tộc ở Mộc Châu. Trải qua thời gian, nét đẹp văn hóa này vẫn được đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mộc Châu, Sơn La và vùng Tây Bắc nói riêng gìn giữ.